Rồi, chào chị em. Lâu quá rồi không gặp ha. Nay tôi lại xỉn. Mà tôi xỉn thì tôi lại làm clip để chơi chị em thôi. Hôm bữa, hôm nay bữa nay sáng đi báo mà không có mọi gì mà mạng gì trơn. Tại nóng quá. Hôm bữa tôi có thấy chị em cứ với bàn cãi với nhau về cái vấn đề mà một điểm zero, hai điểm zero gì đó. Thì bữa nay tôi cũng hơi xỉn nên tôi làm một cái clip, chính xác là tôi translation dịch lại một cái clip của một cái nhóm science quân sự của tụi Tây thôi, nói về cái vấn đề mà một điểm zero và hay là hai điểm zero. Thì cái clip này tôi dịch nó cho nó dễ hiểu thôi, chứ không thể nào theo sát từng ngôn từ, từng cái object, từng cái chữ của nó được, tại vì nó sẽ nói theo, nó nói rất là nhanh. Và thật sự ra là dịch cứ như là trong tinh trì mà nói chuyện, nói mà dân sơn dịch vậy đó, nói không biết cái gì. Thì chị em cố gắng nghe nha, bắt đầu. Mọi người thường cho rằng đường bay của một viên đạn là một đường thẳng, mà khi chỉ cần nhắm vào mục tiêu thì nó sẽ trúng. Nếu như vậy thì very simple. Đường đạn của một viên đạn sau khi thoát khỏi họng súng thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của ba thành phần: bên trong, bên ngoài và hệ số đạn đạo. Hiểu một cách nôm na là súng được sản xuất ra để kháng lại những cái lực này và cung cấp cho người bắn một cái đường đạn rất đẹp. Tay bắn tỉa kỳ cựu của lực lượng không quân và chuyên gia tầm xa Sokmaros chúng ta chứng minh điều này. Khi một viên đạn thoát khỏi họng súng thì nó sẽ chịu tác động của trọng lực, lực kéo và lực cản của không khí. Hồng tâm của ống ngắm và đường đi của viên đạn thẳng hàng với nhau và giao nhau tại một điểm, đó là điểm zero. Để đạt được điều này, nòng súng phải được hướng lên trên cao, sao cho đường đi của viên đạn gặp đường ngắm tại một điểm. Viên đạn sẽ vượt lên trên theo một đường cong, tạo ra hình dạng nửa vòng tròn và chạm vào điểm so với đường ngắm. Đó là điểm zero thứ hai và được gọi là quỹ đạo của một viên đạn. Sau khi đạt được điểm zero thứ hai thì lực hấp dẫn sẽ kéo viên đạn ra khỏi tầm nhìn, tốc độ của viên đạn sẽ giảm do trọng lực gây ra. Tự nó nói nhanh quá, nghe không kịp. Tốc độ của một viên đạn càng cao thì thời gian nó sẽ chịu tác dụng của trọng lực càng ít và nó sẽ giảm xuống. Tốc độ của một viên đạn không phải là một hằng số và nó có thể giảm khi nó rời khỏi họng súng. Trọng lực không phải là thứ duy nhất ảnh hưởng đến một viên đạn khi ra khỏi nòng súng. Lực kéo, lực cản không khí và độ lệch của gió cũng là yếu tố làm chậm hoặc giảm một viên đạn khỏi mục tiêu. Lực kéo được ảnh hưởng bởi tốc độ của một viên đạn, hệ số đạn đạo và mật độ không khí. Nó cũng tăng khi tốc độ của viên đạn so với không khí tăng. Khi hệ số đạn đạo càng cao thì nó sẽ kháng lại lực cản hiệu quả hơn. Cuối cùng, độ lệch của gió đóng vai trò rất quan trọng với quỹ đạo của một viên đạn. Gió sẽ ảnh hưởng đến phương thẳng đứng hoặc nằm ngang hông quỹ đạo, làm lệch đường bay của một viên đạn. Khi gió thổi vào đồi núi và các tòa nhà cao tầng, nó sẽ tạo thành phương thẳng đứng. Gió thẳng đứng có thể thổi lên hoặc thổi xuống và viên đạn sẽ bị lệch theo hướng nó. Bởi những yếu tố này, việc bắn súng tầm xa rất là khó. Hiểu chính xác về môi trường và tính đến lực cản, trọng lực, gió, bạn có thể trở thành một tay bắn súng tầm xa chuyên nghiệp.